Sao thế? Bực mình thế nhỉ? Mua cày mới, mua PC ở đâu uy tín nhỉ? Xem nào. À đây rồi, Phúc Anh Smart World 1900 2164. Alo, kinh doanh Phúc Anh xin nghe. Em ơi, anh muốn mua một bộ PC em ơi. À ừ, anh muốn mua một PC để chơi game ý, tại vì máy của anh chập chờ lắm. Vâng, cụ thể là game gì đấy anh nhỉ? À, anh hay chơi mấy cái game thế giới cực kỳ luôn. Ví dụ như bắn gà này, tí đào vàng này, hay là cầm mấy cái khẩu súng bắn kiểu Valorant hay là CSGO thôi. Đấy, mấy tựa game ý thôi. Anh dự kiến đầu tư khoảng bao nhiêu? À, cái này thì vợ anh cũng cho khoảng... 30 triệu, đấy. Nhưng mà anh bảo nha, anh thích full chim. Đấy, phải full chim nha. Và anh không thích màu gì khác ngoài màu đỏ đâu. Chú ý đấy. Ở thế bên em có ship hàng không nhỉ? À, anh đang ở Thái Hà em ạ. Bên em có dịch vụ ship và lắp đặt tại nhà cho anh nhé. Anh cứ yên tâm ạ. À, ok. Thế thì chốt cho anh bộ ấy nhá. Ok, bây giờ lên phòng studio để lắp đặt bộ máy tính cho anh Quân nhá. PCPA Abaddon, trang bị combo song sát đến từ đội đỏ, CPU Ryzen 5 5600X và card đồ họa RX 6600XT, AMD Ryzen 5 5600X sử dụng kiến trúc Zen 3 mới nhất với 6 x 12 luồng cùng xung nhịp cơ bản 3.7GHz, đáp ứng mọi nhu cầu gaming hay công việc về đồ họa, tính toán cho dù sử dụng đơn nhân hay là đa nhân. AMD Ryzen 5 5600X chính là điểm ngọt về CPU gaming khi mang lại trải nghiệm thỏa mãn với mức giá phải chăng nhất. Bo mạch chủ Gigabyte B450 Aorus Pro là bo mạch chủ có kích thước ATX, sử dụng chipset tầm trung B450, socket AM4. Dù không quá tân tiến nhưng vẫn tương thích tốt với AMD Ryzen 5000 series sau khi update đầy đủ BIOS. Với cổng cấp nguồn, CPU 8 pin, 8+3 phase cấp điện giúp hệ thống PC hoạt động ổn định, khe cắm GPU bọc thép chắc chắn, cùng hệ thống LED RGB tùy chỉnh trên nền vân cắt thiết kế thời thượng giúp tôn thêm sự quý phái cho khung máy. Các cổng kết nối IO cũng được kết nối đầy đủ cho nhu cầu sử dụng của game thủ. Gigabyte Radeon RX 6600XT Eagle, mảnh ghép còn lại của combo song sát AMD có hiệu năng có thể nói là chất đến từng đồng. Hệ thống tản nhiệt WinForge 3X với 3 cánh quạt 80mm quay luân phiên kèm 3 ống dẫn nhiệt bằng đồng sẽ giúp tăng hiệu năng tản nhiệt. Kết hợp hoàn hảo giữa màu đen xám với những đường vân 3D trên thân card và cả những cánh quạt sẽ càng tôn lên sự nam tính. Tấm lưng bằng kim loại không chỉ mang tính thẩm mỹ mà còn nâng cao độ bền cho card đồ họa. Các thành phần khác bao gồm 2 thanh RAM 8GB Tem Elite Plus DDR4 bớt 3200, nguồn Gigabyte P650B 650W 80 Plus Bronze, gói gọn bên trong vỏ cây Gigabyte Aorus C300 Glass. Các thành phần linh kiện trong bộ PC được gia công cao cấp, phối hợp với nhau mang tổng thể Gigabyte Aorus thống nhất, tô điểm thêm vẻ đẹp cho góc gaming của bạn. Nào cùng trải nghiệm hiệu năng gaming thực tế luôn nhé.
ok, vậy các bạn có hài lòng với những gì mà PCPA Aberdeen mang lại hay không? Nếu có thì hãy để lại bình luận phía bên dưới nhé. Và đừng quên đến Phúc Anh để tận hưởng những ưu đãi tốt nhất. Bây giờ thì mình sẽ phải mang bộ PC này đến cho người anh của mình đây. Xin chào các bạn.